Xin chào tất cả các bạn nha. Video này giới thiệu cho các bạn tham gia một dự án là Rapid Swap, nhận tóc cần có cái 50 đô, có cần có cái hiệu RB cho tất cả các bạn. Để tham gia hôm nay, quản lý phần link mô tả dưới video của mình các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow kênh Twitter nữa nè các bạn. Bạn nhập vào Twitter nha bạn của trang Rapid nè. Rồi tiếp tục thì các bạn nhé, Twitter thì bạn follow nha bạn. Sau khi follow xong thì các bạn bắt up lên form nha bạn. Dự án này sẽ list sàn Pancake Swap. Tiếp tục thì các bạn like và review xíu cái hashtag này nè các bạn. Các bạn copy hashtag này các bạn. Hashtag Rapid Swap nè. Rồi bạn sao chép, bạn bấm vào link Twitter nữa các bạn review nha bạn. Bạn chờ lót chút xíu nha bạn. Tiếp tục thì các bạn like vừa bài vừa viết dự án nè bạn. Các bạn chấp nhận cái tweet nha các bạn. Tóc cần này được xây dựng trên chuỗi Binance Smart Chain nha các bạn. Rồi các bạn copy hashtag vào đây nè. Rồi các bạn copy dán hashtag vào, copy tag ba người bạn vào, bạn bấm vào tweet nha các bạn. Sau khi các bạn tweet xong thì các bạn trả lời một link form nè các bạn. Các bạn chờ một xíu nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn join nhiệm vụ tiếp theo là các bạn subscribe kênh Chaler nữa nè. Các bạn nhấp vào các bạn. Rồi các bạn join chào tất cả các trang mạng xã hội Telegram của nó nha các bạn. Rồi các bạn sau khi bạn join xong thì các bạn mới đắp lên nè. Sau khi các bạn điền xong thì các bạn khai báo là dòng đầu tiên thì địa chỉ email của tất cả các bạn các bạn. Tiếp tục thì con này chạy trên nền tảng Bet20 thì các bạn mở địa chỉ chocolate của mình ra nè các bạn. Địa chỉ attack của mình nha các bạn. BNB Smart Chain cho các bạn, mình lộn nha các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ BNB mình nè, rồi bạn bắt cho đây các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền lại username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn vào setting copy username Telegram của tất cả các bạn. Tiếp tục thì submit. Tiếp tục thì các bạn điền lại username Twitter của tất cả các bạn nha các bạn, cộng memo của bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi lên một cái link request chứ hashtag nãy các bạn. Thì các bạn mở từ ba cho gặp bên cùng nè các bạn. Bao nhiêu hồ sơ nè. Rồi các bạn chia sẻ cái bài dự án của nó nè các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại, rồi gọi lên cho bot nè bạn. Rồi cái mục submit username invite này mà là mã giới thiệu của mình ở cộng, các bạn điền vào ở cộng anh 1133 của mình nha các bạn. Rồi bạn chỉ bấm gửi là xong nha các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 50 đô tốc cần có ký hiệu là RB. Đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.